Sinh viên chưa ra trường tự tin ứng tuyển xin việc. Đạp xe hơn 800 km trong 3 ngày đêm để tìm giới hạn bản thân. Nam bệnh nhân ngộ độc do ăn xác ve sầu. Sập dàn giáo công trình ở Đà Nẵng, 5 người thương vong. Tạc Sơn đòi nợ thuê vì được hứa trả công 500 triệu nếu đòi được nợ. Phúc đời thường, cụ bà 90 tuổi nuôi cá 7 màu tặng người dân phòng dịch sốt xuất huyết. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Sài Gòn hay về nghiên viện sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, mới đây tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội tuyển dụng thu hút 2.000 sinh viên tham gia. Ngày hội có khoảng 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng việc làm và thực tập sinh du học ở nhiều vị trí khác nhau. Các nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp sinh viên ngay tại gian hàng để tìm kiếm các ứng viên tiềm năng. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn được chơi trò chơi trúng quà, thưởng thức cà phê, được hỗ trợ trang điểm miễn phí như tiếp viên hàng không. Đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines dự kiến sẽ cần tuyển dụng khoảng 500 tiếp viên để làm việc trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Chúng mong muốn rằng sẽ thu hút được các bạn sinh viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng. Đối với kiến thức chuyên môn thì chúng tôi yêu cầu là phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Qua đó thì cũng ưu tiên tuyển dụng các bạn đã tốt nghiệp đại học hoặc là các trường trung học hoặc là cao đẳng trên cả nước. Về chiều cao thì chúng tôi yêu cầu đối với nữ thì cao từ 1m58 trở lên và đối với nam thì cao từ 1m68 trở lên. Trình độ tiếng Anh thì chúng tôi yêu cầu là tối thiểu phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là 600 hoặc là các chứng chỉ quốc tế tương đương. Năm 2023 đánh dấu sự trở lại của sự kiện tuyển dụng được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ sinh viên xã hội nhân văn. Sự kiện này không chỉ dành riêng cho sinh viên năm 3, năm 4 mà còn có cả các bạn sinh viên năm 1, năm 2. Mới đây, một người đàn ông 49 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định táo bạo khi đạp xe hơn 800 km để tìm giới hạn của bản thân. Đó là anh Nguyễn Chí Đức, ngụ ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù anh đã tham gia tập luyện chạy xe đạp được hơn một năm nay, nhưng đoạn đường hơn 800 km trong 3 ngày đêm là thử thách mà lần đầu anh chọn thử sức. Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Đức đã quyết định di chuyển quãng đường dài bằng xe đạp xuống đất mũi và ngược trở lại. Bên cạnh hành trang mang theo như là quần áo, nước uống, thuốc men và lương khô, thì anh còn chuẩn bị các dụng cụ để có thể tự sửa được xe khi gặp sự cố. Thì cái trước chuyến đi này á, thì cái đoạn đường này mình dự tính là nó khoảng trên 800 cây, khoảng gần 900 cây số gì đó. Thì mình tính đi là trong vòng 4 ngày. Nhưng mà khi mình di chuyển á, thì mình thấy mình luôn là phải nỗ lực. Nên thay vì mình đến điểm đó, mình xác định mình sẽ nghỉ. Nhưng mà mình tới đó rồi, mình thấy mình vẫn còn khỏe. Nên mình sẽ ráng đi tiếp cái chặng kế tiếp. Thì mình qua cái cuộc hành trình này thì mình thấy là nói chung là mình cố gắng để mình tìm được cái giới hạn bản thân mình chính là thế nào. Thì qua cái chuyến này thì mình cũng mong các bạn trẻ như người thân á, là phải cố gắng rèn luyện sức khỏe và luôn tìm được cái giới hạn bản thân mình như thế nào. Thời tiết nắng nóng, có những đoạn phải đạp ngược gió và những cơn mưa đầu mùa ở các tỉnh miền Tây đã làm chậm hành trình của anh. Tuy nhiên, anh Đức luôn đặt ra cho mình những đích đến tiếp theo và anh cố gắng hết sức để hoàn thành đoạn đường của mình. Anh Đức cho biết trong tương lai sẽ còn nhiều chuyến đi xa hơn để đặt ra những giới hạn mới cho bản thân. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Giấy cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 34 tuổi ngụ ở tỉnh Bình Thuận bị ngộ độc sau khi ăn xác ve sầu vì lầm tưởng là thức ăn bổ dưỡng. Ngày 21 tháng 5, nam bệnh nhân đi làm vườn nhà và đào thấy xác nhộn ve sầu có hình thù cây nấm nên nghĩ là đông trùng hạ thảo và mang về ăn. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, nôn ói rất nhiều nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại là về cái chẩn đoán của những bệnh nhân này thì chúng
ta không có biết được chính xác là cái tác nhân nấm nào định danh được cái nấm mà gây ngộ độc cho bệnh nhân. Chính vì vậy đó cũng là một cái khó khăn trong cái chuyện việc chẩn đoán chủ yếu là dựa trên cái bệnh sử chúng ta khai thác cũng như là những cái triệu chứng mà phù hợp với cái tình trạng ngộ độc của bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân đang nằm phòng hồi sức cấp cứu khoa bệnh nhiệt đới, tình trạng tỉnh, tiếp xúc được và tự thở. Sức cơ tứ chi của bệnh nhân cải thiện, nhịp tim bệnh nhân hơi chậm và đang được theo dõi sát về mạch huyết áp. Ngày 26 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ sập dàn bê tông khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Trước đó, ngày 25 tháng 5, tại công trình xây dựng có địa chỉ số 3436 đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ sập đổ dàn giáo trong quá trình đổ bê tông sàn. Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Hải Châu và thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý. Lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình, sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thủy lực để cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. 2 nạn nhân tử vong gồm một người đàn ông 53 tuổi và một phụ nữ 49 tuổi cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, 3 người khác bị thương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang lập hồ sơ xử lý nam thanh niên tên gọi tắt là H, 29 tuổi, ngụ ở quận 3, để điều tra về hành vi tạt sơn vào nhà người dân ở phường Hiệp Phú nhằm đòi nợ. Theo công an, khoảng 22 giờ 17 ngày 23 tháng 5, nghi phạm được người đàn ông 35 tuổi ngụ quận 7 thuê tạt sơn nhà con nợ để đòi nợ. Thời điểm trên, nghi phạm mang sơn đỏ chạy xe máy đến nhà người phụ nữ 60 tuổi ngụ thành phố Thủ Đức ở đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, rồi tạt sơn đỏ vào nhà. Sau khi tạt, nghi phạm quay phim lại, gửi người thuê mình báo cáo để lấy tiền. Phát hiện vụ việc, chủ nhà báo công an. Lực lượng chức năng xác định được H là nghi phạm nên đưa về làm việc. H khai được thuê hù dọa tạt sơn nhà để đòi 1,2 tỷ đồng. Phần H sẽ nhận được 500 triệu đồng nếu con nợ trả tiền. Ngày 26 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi, 69 tuổi, để điều tra về tội hành hạ người khác. Giỏi chính là người đàn ông đã chửi bới, đánh đập cụ VTT, 85 tuổi, tại mái ấm quán trọ Trăng Khuyết trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Giỏi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỹ Từ Thiện và Bảo Trợ Xã hội Trăng Khuyết. Nhiệm vụ hàng ngày của Giỏi là quản lý, trông coi, chăm sóc các cụ già hiện đang cư trú tại nhà trọ trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc. Nơi này có khoảng 14 cụ già diện neo đơn, cơ nhỡ, không có nơi sinh sống. Sài Gòn hay về nghiên viện, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, vào thời điểm sắp chuyển sang mùa mưa, trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng bùng phát, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, cụ bà Vũ Thị Thanh Mỹ, 90 tuổi, ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội, đã cùng gia đình mang cá 7 màu do chính tay cụ nuôi để tặng cho người dân trên địa bàn nhằm giúp mọi người phòng chống dịch bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với cụ bà tốt bụng này, quý vị nhé! Có vẻ nhiều hơn rồi nhỉ? Đàn cá 7 màu này được cụ Thanh Mỹ, 90 tuổi, sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, chăm sóc nâng niu mỗi ngày. Với cụ, nuôi cá vừa là niềm vui lúc tuổi già, vừa là công việc mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Vì thấy nó nhiều quá, thì tôi mới nghĩ mà ôi rồi bây giờ có lẽ là hay là mình phải cho đỡ đi. Thế thì, vậy vừa đúng nhân cái dịp sốt xuất huyết, thế là các con tôi mà thôi thế thì hay là mình đem ra ngoài đường để mình tặng cho nhân dân. Từ cái ý tưởng cả nhà thống nhất với nhau như thế, thì là hàng ngày thì tôi mới lấy vào một cái bể cá và con tôi mới dán một cái giấy vào đấy để cho những người đi đường với người ở phố người ta biết rằng là đây là cái cá để tặng miễn phí để phòng chống sốt xuất huyết. Đều đặn mỗi ngày, chiếc xô đựng cá của cụ Mỹ lại được đặt tại cái trụ ở đầu ngõ để người dân đi qua lấy về nuôi. Số lượng cá 7 màu sau hơn 2 tháng cụ làm từ thiện đã lên tới vài ngàn con. Cảm động với công việc ý nghĩa của cụ, lại vì thương cụ tuổi cao, đi lại khó khăn. Mỗi buổi sáng, ông Thanh sẽ nhận nhiệm vụ xách xô cá ra đầu ngõ, sau đó trông giữ và phân phát cá cho người dân giúp cụ Mỹ.
cái hoạt động này tôi thấy nó rất có ý nghĩa, có công dụng là để cho mọi người khỏi ốm đau, thế rồi mang lại công dụng cho môi trường nó sạch sẽ. Tôi mong muốn là nhiều người nuôi cá như cụ Mỹ để mang tặng cho nhiều người để phòng chống bệnh tật. Rất là mong muốn cái chuyện đấy. Là người nuôi cá cảnh lâu năm, cũng đã hai lần đến xin cá nhưng đều hết. Lần này ông Đăng may mắn nhận được cá mang về thả vào bể tại nhà. Buổi sáng ra cũng đi trên đường, đi xe đạp tập thể dục qua. Thì tôi vào tôi xin ít cá trực tiếp. Về để mục đích của tôi là để thả về bể cá và các cái nọ cây cảnh để phòng khi muỗi mà có vào đấy mà đẻ ra quăng quăng bọ gãy thì cá nó có thể diệt trừ. Tôi nghĩ rằng nó có sức lan tỏa. Tôi mong rằng mọi người cũng có cái tinh thần tích cực mang cá về nuôi để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết. Dù tuổi cao nhưng cụ Thanh Mỹ nhớ rất rõ các công đoạn chăm sóc cá bảy màu, lựa chọn thức ăn, cho cá ăn, giữ nước sạch cho bể cá mỗi ngày. Tất cả hoạt động đều được cụ Mỹ chăm chút tỉ mỉ. Tôi muốn là các nhà dù ở một cái bể cá nó chỉ bình thường thôi, không cần phải to lắm, nhưng mà cứ nuôi thế rồi nó sinh sản ra, xong rồi tự mình từng cái khu vực một, rồi người nọ giúp người kia, mỗi người lại giúp nhau. Chỉ cần nhiều khi là một cái bằng cái chậu to đấy là có thể nuôi được rồi. Đừng có để nước đọng, đừng có để nước bẩn thì để cho muỗi nó phát sinh. Thế còn những con này nó ăn những con bọ gậy đi, cho nên là nó cứ lan tỏa ra. Việc làm của cụ Mỹ trở thành thông điệp tích cực đến với cộng đồng, đặc biệt là khi Hà Nội đang vào cao điểm đợt dịch sốt xuất huyết. Các hộ gia đình nên nuôi cá diệt lăng quăng như một biện pháp thực hiện phòng bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang video.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.